Câu chuyện người mẹ Gen Z tập 2. Dành cho những ai chưa biết thì mẹ tôi là một Gen X nhưng cố gắng muốn trở thành một Gen Z. Mẹ tôi thương tôi lắm mọi người. Mẹ tôi thấy là cái sự quê kế ẩn ở siêu thị lần trước á, nó chưa có đủ, quyết định một chặp nữa. Thì bạn tôi qua nhà tôi chơi mà, thì mẹ tôi sẽ kiểu ô là một cơ hội may mắn để mình thể hiện. Tôi nghi lắm, điềm lắm. Thì bạn tôi nó qua buổi sáng thì kiểu gần trưa trưa, cái mẹ tôi nghĩ là đã đủ thời gian, đã đến lúc mình phải thể hiện cho con bé này mình là một Gen Z. Tự nhiên tôi đang ngồi cái xong tôi nói chuyện với bạn, cái tôi nghe cái tiếng mở tivi dưới nhà, tôi nghi lắm. Nhưng mà tôi nghĩ là không sao đâu, chắc là mẹ không có làm như vậy nữa đâu. Nhưng không, không nha, không. Xong cái kiểu tôi đang nói chuyện cười hô hố với bạn á, cái tôi nghe cái kiểu tôi với bạn tôi hoang mang á, các phải đi xuống coi chuyện gì đang xảy ra. Thì mẹ tôi đang khiêu vũ trên nền nhạc ấy, giống như là thật sự là tôi chính mắt tôi đã thấy chị Nguyên đã tập bài này từ mấy tuần trước. Giống như chị Nguyên đợi cái thời cơ để mình được thể hiện. Cái kiểu chị Nguyên tập dợt đó mọi người ơi, tập dợt từ hôm trước khi bạn tôi tới, sau đó bạn tôi tới giống như là dễ thương mẹ, dễ thương. Điều quan trọng lúc đó là 12 giờ trưa nha. Mà làm như mỗi lần như vậy á là mẹ tôi phải là hai chặp quê mới chịu. Chưa hết, cái lần nhảy đó là chưa hết. Quyết định trong giờ ăn cơm trưa, mẹ tôi quyết định show cái sự hài hước mặn mà của mẹ tôi ra bằng cách kể chuyện cười. Mọi người biết gì không? Mẹ tôi follow TikTok ông Hoàng Hiệp, kể những câu chuyện cười mà ông Hoàng Hiệp ông kể trong báo Di Động á mọi người. Xong rồi mẹ tôi thấy nhiều tim, ông Hoàng Hiệp ứng nhiều tim á. Xong rồi mẹ tôi tưởng là vui á mọi người. Mẹ tôi học thuộc những câu ấy. Mẹ tôi bữa ăn tuyệt vời tràn đầy tiếng cười của mẹ tôi, chị Nguyên. Đang là em lên xe bạn ngang từ ta lướt thôi. Vroom vroom. Khi mà anh đã bước xuống phố đi xác định nó là phải có anh là bạch dài.